sau khoảng 30 phút chiến đấu là chiếc tàu sơ sát tan tành không còn gì hết. Chiếc tàu nhỏ tan tành, chỉ còn có vỏ chanh, vỏ hào. Bên đây nguyên một dĩa, nguyên một dĩa của hai bao, chỉ còn có cái bông. Tất cả tiêu. Y như trái bom, y như trái bom rớt xuống tàu, tan tành hết trơn. Miệng mồm của ai nấy bóng mở hết rồi nè. Miệng mồm ai nấy bóng mở hết.